Những ai có khá khá tuổi đời khoảng tầm trên 30 năm đều biết mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc tốt đẹp như mình mong đợi. Bốn mùa luân chuyển, cuộc sống đầy những thăng trầm, có những lúc đời trở nên tàn nhẫn, đau đớn và bất công. Không ai trách được nghịch cảnh cuộc đời, người thì bị mất việc, kinh doanh thất bại, mất đi người thân, khủng hoảng tài chính, người thì đổ vỡ trong các mối quan hệ hoặc thậm chí sa sút sức khỏe. Tồi tệ hơn cả là khi những bi kịch đó dường như nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Đôi khi dù ta có cố gắng đến mấy, chuyện vẫn tan thành mây khói chỉ vì một trong những thay đổi chính sách của chính phủ, nên kinh tế không ổn định, một căn bệnh xuất hiện hay cũng có thể là vì trò chơi kham của những kẻ khác. Bằng cách nào những người thành công nhất vực được bản thân mình đứng dậy từ tăm tối, giành lại cuộc đời mà họ xứng đáng được hưởng? Làm thế nào Steve Jobs xây dựng nên Apple, doanh nghiệp về công nghệ vĩ đại nhất thế kỷ 21, bất chấp sự thật là ông bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn, học hành giang dở và bị chính công ty của mình tạo ra sa thải? Thật ra những con người xuất chúng ấy đến được ngày hôm nay không phải bất chấp nghịch cảnh mà là nhờ vào những nghịch cảnh đó. Đó là vì tiềm ẩn trong khó khăn thử thách là những món quà vô giá, những cơ hội và bài học kinh nghiệm. Khi chúng ta đối mặt với thời khắc khó khăn, đau đớn, mọi thứ có vẻ kinh khủng và bất công vượt ra khỏi sức tưởng tượng của ta. Nhưng khi đã vượt qua và chiêm nghiệm lại, bạn sẽ nhận ra rằng nếu không có thử thách ấy, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra tiềm năng, sức mạnh nội tại, lòng khoan dung của trái tim mình để tha thứ và chữa lành vết thương và tiếp tục bước tới. Mọi nghịch cảnh đều ẩn giấu trong nó hạt giống gieo mầm thành quả xứng đáng, thậm chí to lớn hơn rất nhiều. Có được niềm tin này tức là bạn đã có được sự dũng cảm để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Niềm tin này cũng mang đến cho bạn sự sáng suốt, tâm trí mở mang để khám phá những bài học mới, những vận hội mới từ trong nghịch cảnh, giúp bạn trỗi dậy thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Luật đối cực. Một trong những định luật cơ bản của vũ trụ chính là luật đối cực, nghĩa là cái gì cũng có hai mặt đối lập. Để cho phương trình vũ trụ cân bằng, mọi thứ phải có cực đối lập của nó. Đó chính là lý do vì sao định luật Newton phát biểu mọi lực tác động đều có phản lực tương đương. Nếu bạn thấy vật này nõm vào một bên thì bên kia nó sẽ nồi ra. Một cốc nước vơi đi một nửa cũng có nghĩa là nó đang đầy một nửa. Có đầu thì sẽ có đuôi, mọi khởi đầu đều sẽ kết thúc và mở ra một khởi đầu mới. Tương tự, nhìn từ khía cạnh này, mọi chuyện thật tệ hại thì ở một góc nhìn khác nó lại rất tốt đẹp. Đó là lý do tại sao trong nghịch cảnh luôn chứa đựng lợi ích tiềm năng. Những điều tốt đẹp ngày hôm nay là kết quả của những thử thách ngày hôm qua. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng nếu nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những món quà quý giá bạn đang tận hưởng trong hiện tại lại đâm chồi nảy lộc từ nghịch cảnh mà bạn đã phải hứng chịu trong quá khứ. Steve Jobs đã nói, bạn không thể liên kết các sự việc lại với nhau để dự đoán những gì sắp xảy đến. Bạn chỉ có thể kết nối chúng lại khi chiêm nghiệm về quá khứ. Bạn phải tin rằng những sự kiện xảy ra có liên quan đến tương lai của bạn. Tin vào mối liên hệ của những chuyện xảy ra trong đời mình sẽ giúp bạn đủ tự tin để làm theo lời trái tim mách bảo, ngay cả khi nó dẫn bạn về con đường mòn cũ. Phải chăng mọi nghịch cảnh đều mang đến lợi ích trong tương lai? Nghịch cảnh chỉ mang đến lợi ích trong tương lai nếu bạn giữ được thái độ tích cực, chủ động tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng bước tới. Nếu bạn cho phép nghịch cảnh nhấn chìm bạn vào những suy nghĩ tiêu cực và thôi không phấn đấu, thì đương nhiên chẳng điều tốt đẹp nào đến với bạn cả. Thậm chí một số người còn thấy may mắn trong căn bệnh ung thư. Quy luật trên còn đúng với những người phải chiến đấu giành giật sự sống mỗi ngày như bị chẩn đoán bệnh ung thư đã di căn. Có nhiều tấm gương về ý chí phi thường vượt qua bệnh tật mặc cho bác sĩ và chuyên gia y tế tiên lượng không còn hy vọng. Họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và bất ngờ thay, cuộc sống của họ được kéo dài và họ thực sự đã cảm ơn căn bệnh ung thư giúp biến đổi cuộc đời họ theo chiều hướng tích cực. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Mỗi khi nghịch cảnh đóng sầm một cánh cửa phía trước mặt chúng ta, cánh cửa khác sẽ mở ra dẫn ta đến những cơ hội mới. Điều bạn cần làm là tìm ra cánh cửa mới ấy để tiếp tục cuộc hành trình. Vậy lần sau, nếu cuộc đời khiến cho cánh cửa trước mặt bạn đóng lại, hãy tin rằng đó chưa phải là kết thúc. Đó là dấu hiệu của một cánh cửa khác sắp mở ra, đưa bạn đến với điều mình muốn bằng một con đường khác ngắn hơn. Tất cả những điều bạn cần làm là giữ vững tinh thần để tiếp tục bước tới. Món quà tiềm ẩn từ nghịch cảnh là gì? Rất nhiều người sợ lâm vào khó khăn, đa số họ cứ canh cánh câu hỏi, sao mọi thứ lại không trôi chảy, sao cuộc đời lại đầy rẫy khó khăn trở ngại. Sự thật là nếu không có những nghịch cảnh, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Song hành với nghịch cảnh luôn là ba món quà quý giá. Thứ nhất, nghịch cảnh mang đến cho ta bài học. Những bài học đáng giá nhất đời không đến từ trường lớp hay sách vở mà đến từ những thử thách chông gai. Nghịch cảnh buộc ta phải học nếu muốn tốt nghiệp để bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Khi thành công, chúng ta có xu hướng mở tiệc ăn mừng. Khi gặp thất bại, ta ngồi trầm tư. Chính những băn khoăn, trăn trở ấy mang đến những đột phá vượt bậc. Thứ hai, nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ hơn. Có câu, điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, chỉ trong bi kịch con người mới tìm được sự minh triết và sức mạnh tinh thần để đối mặt với những khó khăn to lớn trong tương lai, đồng thời gặt hái được những thành công rực rỡ hơn. Thứ ba, nghịch cảnh mang đến cơ hội mới. Vậy xoay chuyển tình thế trong nghịch cảnh như thế nào?
Đây là lúc bạn tìm hiểu xem những người thành công tìm thấy cơ hội từ trong nghịch cảnh như thế nào. Bí quyết là bạn phải tập trung tìm kiếm điều tốt đẹp ẩn chứa trong nó. Hãy nhớ, khi ta dồn hết tâm trí vào điều gì, ta sẽ gặt hái được nhiều từ nó. Nếu bạn mãi chăm chăm tự vấn sao chuyện này lại xảy ra với mình, hay sao mình thiếu may mắn đến vậy, thì bạn chỉ toàn thấy tai họa. Bạn chỉ biết gặm nhấm nỗi sợ và nỗi đau. Quy trình biến khó khăn thành cơ hội là nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn và đặt ra câu hỏi: liệu đây có phải là trong cái rủi có cái may, hay điều này có mang lại cơ hội mới hay không, hay điều này có giúp mình mạnh mẽ hơn không? Tiếp tục tự vấn bản thân bằng những câu hỏi trên với tâm trí thư giãn và sáng suốt, tiềm thức sẽ sớm đưa đường dẫn lối cho bạn tìm ra câu trả lời. Sau đó hãy tự nhắc nhở mình, đây là điều tốt, điều này có nghĩa là miêu tả về điều tốt đẹp mà bạn đang nghĩ, và tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách hãy điền hành động của bạn vào. Dưới đây là một số ví dụ giúp bạn tìm ra được cơ hội trong khốn khó. Ý cảnh thứ nhất, tôi bị tinh giảm biên chế sau 20 năm làm việc. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này có nghĩa là tôi có thể dùng 20 năm kinh nghiệm làm việc của mình gây dựng doanh nghiệp thay vì tiếp tục làm giàu cho sếp. Bây giờ là lúc tôi làm điều đó cho chính mình. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách học mở công ty riêng. Nghịch cảnh thứ hai, người tôi yêu đã bỏ tôi để chạy theo người khác. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này có nghĩa là tôi có thể tìm được một người thực sự yêu tôi và trân trọng con người của tôi. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách hoàn thiện bản thân mình và hấp dẫn người phụ nữ hoặc người đàn ông của đời tôi. Nghịch cảnh thứ ba, cha mẹ không bao giờ ở bên tôi. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này cho phép tôi tự lập và đứng trên đôi chân của mình. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách theo đuổi ước mơ ngay cả khi tôi không có sự hỗ trợ cần thiết. Nghịch cảnh thứ tư, tôi có một ông sếp kém cỏi. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này có nghĩa là nhiều khả năng ông ta sẽ không ngồi ở chiếc ghế đó lâu nữa và tôi sẽ có cơ hội được tiến cử vào vị trí ấy. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách rút kinh nghiệm từ những sai lầm của ông ta và biết chính xác mình không nên làm gì nếu trở thành sếp trong tương lai. Nghịch cảnh thứ năm, tôi mất 100.000 đô vì một quyết định sai lầm trong đầu tư. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này dạy cho tôi biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách học đầu tư thận trọng và dùng đồng vốn của mình để đem lại nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai. Các bạn đang theo dõi series Chiến thắng cho chơi cuộc sống được thực hiện bởi Smith Nguyễn Studio. Hãy like và subscribe kênh YouTube này để nhận được những video tiếp theo và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân để họ có được những thông tin hữu ích. Mình là Phương Smith và bây giờ, xin chào tạm biệt.